Khói bốc lên luôn nè. Xin chào khán giả của kênh YouTube 100 Official. Ngày hôm nay sớm hỏng chồng. Có hai cô có chồng. Sớm hỏng chồng đang ngồi quay quanh bên cái nồi gọi là cái nồi khoai lang khô đó, cái công trình nấu khoai lang khô thì mình đã quay clip rồi. Quý vị muốn biết nấu khoai lang khô như thế nào thì mình coi cái clip cũ của Trâm một năm trước. Còn ở đây là gồm có thành phần là khoai lang, sợi dừa, đậu phộng đó, mình cho một xíu muối, một xíu đường vô, và đây là một cái nồi khoai lang. Trời ơi nó ngon. Nó bắt khó lên nè. Mười ngàn một chén, 5 ngàn thôi. Bắn rẻ năm ngàn. Bây giờ con tay mà tay màu xưa thấy vậy là chắc nó sửa mặt trái ta là không. Cái này đáng lẽ ra là mình phải bóp, mình bóp cành tay, bóp lá chuối á, bóp cho nó nhỏ ra, bóp cho nó nhỏ ra kìa. Bây giờ để nó nguội mới bóp được chứ. Này con mời cô ba. Có nhìn sao mà mẹ lấy cho mấy cái muỗng mẹ ơi. Ăn bắp ngon lên. Ăn bắp ngon hơn. Đây củ khoai lang đây, ăn bắp mới ngon. Cái này là củ khoai lang khô nấu dừa, mà khoai thì ít mà dừa thì nhiều. Dừa quá trời đấy. Này. Mẹ dạy chưa? Nè tìm. Đâu, bà bốn đâu? Bà bốn rồi đâu đi. Bà đâu mà mẹ dạy chưa? Bà bốn rồi đâu, mày ngủ mất tiêu. Cho cái ra nè, con má nè, rồi mấy đứa lớn đi hạt rồi, còn được bé Út nè. Được mấy đứa nào? Ba đứa. Trời ơi, chị sản xuất gì dữ vậy chị? Đây, khoai đây. Xin giới thiệu quý vị, đây là món ăn tuổi thơ. Ngày xưa bé nói là nghèo rất mồ tơi, không có đồ ăn thì phải làm đúng không? Đúng rồi con. Mẹ bây giờ mày quay YouTube không mẹ? Mẹ chào khán giả con chưa? Mẹ tính chào khán giả đâu, mẹ tính với con bé rồi chứ là mấy cô có chồng và không chồng ăn cũ với mẹ tính. Cái này là gửi một nám với mẹ một chén cho quý vị. Đây ngon lắm luôn á. Tay nó cười. Mẹ tính đang bận nói chuyện với Diệp Kiều rồi. Bữa nay mẹ tính chơi với Diệp Kiều không? Một bữa là anh đạo diễn ở trên Sài Gòn gọi gì? Alo, anh đạo diễn ở bên Mỹ. Đây, khoai lang đây nè, cô ba ngồi ăn là mình sẽ bóp cho này nè. Đây cần cô ba nè. Đây nè Vin. Đây, ở dưới quê ăn là mình bóp như thế này nè quý vị. Đó, làm thành nám như thế này nè. Là ăn khoai lang. Mấy lang khô là phải ăn phải giác như vậy nè mới ăn nè. Đó, rồi rồi nó ngon mua. Ăn cũ con ơi. Đây. Khoai lang nè quý vị ơi, bây giờ ngồi bóp nè, mẹ tính ngồi bóp nè, mẹ chưa bóp cho mẹ ăn nè. Đúng rồi, ngon quá. Đó. Đây. Khoai lang này ngon bá cháy bò két luôn. Cái này chỉ có quê mới có thôi nha mấy chị. Ở Sài Gòn kiếm đâu ra. Em nói thiệt mà. Thiệt. Khoai lang rất là ngon luôn. Mà tính nóng ngon. Trời ơi, vẫn nữa. Cái nem đường. Con nem đường mà. Cái nem mới quan trọng mẹ. Nấu em cũng nấu được, nhưng mà quan trọng là mình nêm nếm nó ngon hay không. Cái nem đường. Mẹ lại dành công nữa rồi. Quá chán với cuộc đời này. Ê mẹ còn cái ghế nào không mẹ? Vâng. Để cái này mời tự nhiên. Rồi để đó, để mẹ lấy ghế. Để đây. Đó, bây giờ bới một chén của ba. Cái này mình không ăn đũa không, ăn muỗng vậy á. Ăn bắp. Ăn bắp nó mới ngon. Ăn bắp là ngon thôi, cái này là Nguyễn Thị Bé Bóc. Ăn Nguyễn Thị Bé Bóc rồi, bằng tay năm ngón em vẫn kêu xa. Cười. Chị Tê với kêu nhỏ này sao khùng dữ trời. Nghĩ trong đầu kêu nhỏ này khùng. Dạ đây, mời cả nhà ăn khoai lang. Trái trầu quý vị ơi. Sống gì nấu với cái nồi khoai lang này. Cây khoai lang, trời ơi. Để cái nồi ở đây trước ăn luôn mới ngon nè. Rồi mời cả nhà. Quá trời ngon luôn á. Ngon rồi cô Bốn. Con nem ngon không? Ngon. Mẹ đánh cửa luôn mẹ. Đây. Nào em là phải bóp chạy như này nè, rửa tay sạch sẽ rồi bóp không? Mà tay của mình có vô thì được, của mình ăn với em. Nào chỗ đó nó đăng luôn đi. Nào đi lên. Ngon lắm, ngon cái gì á. Chị tính ăn cũ vô nó ngon quá. Trời ơi, ngầu đèn nó cười trái xe rồi. Đó. Đang vui không? Em giờ này trễ rồi, sớm ông chồng mới đi họp về. Ngày hôm nay sớm ông chồng đi họp. Họp gì cô ba? Làm đường gì? Đường lên diễn. Đúng rồi hả? Lên trên tòa tàng á. Ngủ á.
ơi. Ừ, ngon quá trời. Bữa nè. Nào điểm về nữa nghe. Trời ơi, Diêm Diêm. Diêm Diêm. Ở bên Việt Kiều không có em đâu. Diêm Diêm. Việt Kiều không có em đâu. Trái rồi nhìn cái này tìm trái rau mới có tiền mua vô nẩu nè. Nghĩ nó tải mà giờ mà dừng ghế mà giờ mình qua nước cầu. Qua nước cầu hả? Cô nói vậy rồi cô nhìn con. Ý cô kêu con già mà con chưa có con hả? Con kia cười. Con cười, chứ nghĩ nửa giờ là qua nước con em tin trời. Trời ơi ngon, cây nó ngon hả? Năm nay 30, 30 mấy 3 tí, chị quay mắt rồi không? 3 mấy? 39 hả? Trời trời dữ vậy nè. Nó còn ngáp trẻ dữ vậy. Tự hào luôn rồi. Ngon lắm quý vị. Cái này là khoai lang khô, dừa. Nam à. Bây qua bóp rồi bây. Con bán là làm lựa vô ở nhà đó. Bây giờ chiều hôm nay anh đi đâu mắc mãi đâu. Mấy điện gì nó thương. Chiều đang ngồi trên kia trước, chiều đang sao? Nó kêu mày nhưng mà em không bắt máy em ngủ mà chị tính điện bây giờ con ngủ máy con bắt máy. Ok. Khoai lang này mình ăn mình phải bóp nè. Giống như tính hồi xưa. Chị tính giống y như xưa không có khó chứ. Tính với đại vậy bao xưa nữa đó con. Bò quá đúng không? Con bò không? Tính với đại thì hồi xưa nữa. Cái gì em? Ai, ê, mẹ điện lại đi, không, mẹ điện cho tính nè. Ừ. Điều này ăn khuya chứ mẹ có gì à. Em có mẹ tính mất một tô bún cá rồi. Giờ này mẹ tới giờ mẹ tính đắp mặt nọ. Ừ. Có hoàng rồi. Nấu hồi chưa nấu ăn ngon quá mà. Ủa, mỗi mét ra là nhanh, mét con nhát đây nè. Đó, nó cô mẹ, ừ, nó cô mẹ. À, cả nhà biết gì mẹ tính đang nói chuyện với em. Mẹ tính đang nói chuyện với chị Nguyễn Thị Betty. Chị Betty là ngày xưa là mẹ tính chăm từ nhỏ cho đến lớn luôn. Mà bây giờ chị Ti đi lấy chồng ba đứa con rồi. Đó đáng lẽ bây giờ là chị Ti một chồng ba con thì mẹ sẽ là một con ba chồng. Sao nữa mẹ chăm chị Ti từ nhỏ, bây giờ chị Ti một chồng ba con mà mẹ mới có đứa con rồi. Vậy thôi bây giờ mẹ cho lớn đi, một con và ba chồng. Thẳng xanh lá mạnh. Xanh lá, xanh lá. Ăn thôi. Mẹ tính nãy vô quay, bây giờ ăn bắp á thiệt á. Ngon quá, ăn bắp ngon quá. Mình trở lại từ xưa ăn bắp. Dạ, cái này nấu sao rồi mẹ, chỉ mọi người nấu kìa. À, đã quay chỉ mất nào. Tới đó chị Ti. Ai hai đi goodbye see you again. Mẹ mất mẹ nói chuyện gì tên mẹ nói là hello how about you tập nói tiếng Anh đi. À ta tính bye tay nghe cái nào điện về nữa nghe. Ai dạ ăn khoai lang rồi à đã thương á hả. À mà bây giờ mà tính nó. Nó cái gì nữa rồi? Qua quay nhà nó hả? Đã. Mọi người hỏi mẹ. Mọi người hỏi mẹ là nấu cái này nấu làm sao? À bây giờ mình tính nó nấu. Nhà cũ Lan nó đem rửa đi quấy khán giả nào có đem bác lại. Cái lật cái nồi con xuống hoài mày. Bác lên bếp nấu nó sau chừng he dọ có đem chén. He dọ là bao lâu? Mẹ nói he dọ mẹ biết he dọ á. À thôi qua quay. 3 phút, qua hàng 3 phút cho được á. Nãy là tôi canh canh như 3 phút cái chế vô cái chén nước lạnh á. Rồi cái là nó sâu lên nữa cái là chát nước. Chát nước rồi cái là đổ đậu với lại dừa. Cái sấy lên cái ầm vô lẹ để riêu riêu lửa ầm vô lẹ cái nó chín. Chừng cửa 10 phút 15 phút là bắt đầu có bỏ đường vô trộn lên cái là nó tơi ra luôn dài nhiều quý khán giả này. Đó. Nhưng mà mình để thon. À, mình để thon cho nó hầm, mình đậy nắp lại, mình đừng có chùm lửa. Chùm lửa nó cháy. À. Mình để thon cho nó riêu riêu nó hầm á. À, ăn bắp rồi tại vậy á. Ăn bắp chỗ này là ăn bắp nó mới ngon. Em kêu dơ kìa. Quay con giả nó dơ nữa thay trái cái thò mà tính không giống. Mày bắp. Quá ăn cái này rửa tay sạch rồi ăn chứ sao tao. Rửa tay sạch sang rồi mình chắc bắp lại cho nó mình cầm ăn là nó mới ngon chứ. Đó bóp cục này nè. Hồi xưa là nghèo á đâu có ăn đâu. Ăn còn cái này không á. Bà nậu này ngày xưa là nấu này. Cái này còn nấu một cách nữa đó là nấu chè khoai lang khô. Nó củ quỳnh. Củ quỳnh, gọi là củ quỳnh. Củ quỳnh đó cô ba. Y chang như vậy thôi mà nấu nước. Nó quỳnh 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 á. Bỏ nấm đậu đen vô. Nấm đậu đen đó nè. Ừ.
ha, đậu đen nè, khoai lang khô nè, nó gọi là củ quỳnh. Quỳnh là gì không biết luôn á, tôi quay tây địa phương á, tây địa phương là chè củ quỳnh. Chè quay củ quỳnh đi, chè củ quỳnh nghe tên lại vậy được. Lang khô đó quỳnh, nó củ quỳnh ngon không? Ngon mày hai cờ cái món này con thèm mà biết hỏi ngon không? Con sang bị vậy là sao bè cái nấm khoai lang này được? Em mới biết nó ngon nha. Nhím. Thèm chết. Quá trời người thèm luôn. Mà cả nhà nha, em muốn ăn thì ba vô đây lẹ lên. Còn nửa nào nè quý vị. Ăn thì ba vô nhà em, đội 8 đơn vị hiện xã Phú Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Nghệ. Ăn ba vô lẹ nha. Cho địa chỉ rồi đó. Mà nó sợ Phú Vinh, nó vô nó tiệm cũng được đó. Nó phường Phú Vinh nè, đổ nha. Lâu lâu nấu này ăn ngon nha. Ngon. Ai đủ đi bà ấy luôn á. Em bà ấy luôn á. Năm ngoái năm mới ăn lại. Một hạt vườn đánh. Làm đường cái gì á, một cho là bà vô 100 hò. Nửa bào để lấy tiền ra làm thấy. Lấy tiền ra 10 triệu người hâm. Tiền quỹ hôm nay còn 128 triệu. Mà cứ lấy ra lần nó mới chịu. Bây giờ chị nghĩa chạy tạo. Một gia đình bà. Em đi dành nó mất làm chuyện lớn nữa. Sửa chùa, sửa... Bà chẳng đá đi nữa. Bây giờ bãi vườn nó là biểu nộp vô ít bà con à. Chứ để rồi. Bãi vườn như ba bảo á là nó là bây giờ nộp 100 á. Tại không có rồi đi 100 hộ chỉ mất có 10 triệu bọc. Nhưng mà dần làm những việc lớn là làm cái đây. Nếu mà ô hồi một người nộp vô 1 triệu chưa chắc đã có được. Dạ, cho nên bây giờ nó ngát làm chút được chút. Được mà, cho em ngờ tấm bé vô đâu mà. Mày đăng qua YouTube mà tự nhiên nó làm đường. Đăng live stream mà làm đường. Ấn luôn ngoài quê trăm là lâu lâu là họp tổ dân phố. Đặc biệt là họp cái số mong chồng. Yêu cầu số mong chồng là đóng mỗi người 100 ngàn vô để làm đường. Con cũng cưa chồng con gái luôn. Con gái 1 triệu. Cái trai ăn chúng cũng quay sùng rầu. Lúc vô cho khổ đầu cũng trồng. Ăn chúng cũng quay trùng. Quay trùng là quay bị hư á. Con chưa trồng rồi nha, con còn không thế á. Ô trời nó chạy. Này này Tím. Trời qua Tím ăn một chén đầu. Ăn một chén. Con chén heo luôn rồi nè. Ăn một chén đầu ngon quá, làm chén. Còn bao nhiêu tầm mất là ớn nào. Mà ăn chén có hư luôn rồi. Chén cắm bự nữa. Chén có ba chén bự đó. Còn nha quý vị. Bán ngọn chén. Tính tái củ chưa được nó. Chưa được nó hả củ? Ừ. Thiệt, nãy con nói đâu. Con kêu lên nó bán. Cái miền tâm bò cầu đó em bây giờ. Tao trả lời khách đâu. Cái phần nó dưới dưới để ăn hay không ăn. Ờ này giải cái nồi đó. Ngon quá nữa. Em cái này sang uống nước đã đời. Uống nước cái nửa ra cái no. Ngày xưa nhiều đâu có ăn đâu. Nói cái này mà cũng đâu có dừa, đâu có đậu được gì nhiều đâu. Ăn đi rồi ăn tiếp đây nè. Ngày xưa là nấu củ mì mà củ mì ăn đủ nữa chứ không được củ này nữa. Con ngày xưa con đi thả bò nè, con với Tím. Con với Tím con cô gọi là Tím Hoạch. Thở ra một khí một can được. Đó, xong rồi với con Đâm với là Tím là bạn của là con của cô bố nè. Đó. Là Đâm với Tím là học trong lớp. Sao rồi cái đi thả bò lan cái ông nội Tính đó là ổng là chú lì. Ổng là chú lì, còn Trâm là chú leo cây. Thì ổng mới lên kêu Trâm nhổ củ mì ăn không? Hỏi nhổ củ mì của em của ông nội mày á. Biểu đủ nhổ củ mì, tưởng nhổ củ mì trộm của em kêu nhổ của ông nội mày. Là nhổ của ông Bốn Kiểm là ông nội Trâm á. Là ông nội Trâm trồng củ mì cho bò với cho heo ăn. Là củ mì Ấn Độ. Tưởng sao cái đó rủ đi nhổ củ mì. Mình cũng tưởng là nhổ củ mì đó ăn được, mình đâu có biết, mình ngu mà. Cái ra rồi nó đầm, nó bẻ củi, nó làm bếp đồ nướng ở dưới tỉ lợ. Nướng ngay tỉ lợ luôn này cô bố. Ăn, nó ăn hoài, nó đâu sao, con nói ăn con sai. Sai sẵn mặt mày xỉu có đụng. Củ mì Ấn Độ ăn sai không? Củ mì Ấn Độ chỉ dành cho heo với bò thôi. Nó rủ con đi ăn. Bụng đó là ăn đồ đĩa. Ăn xỉu. Hậu đó, ấy cho cắt nó ăn đồ đĩa, ngăn. Ăn cái tấu này là số cường, ăn cái tụng nó là bò. Nhưng mà ý là mình á, mình ăn mình nướng mình ăn là mình bị mình sai nhổ củ mì coi Ấn Độ ăn tôi lại luôn mà cái thời xa xưa mà tôi nói Trâm với lẹ con của cô bốn nè là quậy chú đẻ luôn mà giờ ổng là ổng có vợ có con rồi Trâm chưa có gì hết
mà ông tính thấy hai con nhớ hoài luôn. Hồi xưa là con của cô Bốn á, là nhận nước bà Trâm uống nước, và từ đó bà Trâm là biết bao luôn. Ở trên núi nó có một cái hố bơm, trời mưa xuống á, cái nước của nó xanh lè, nó như màu xanh ngọc bích vậy đó. Cái anh Chả đi chặt mấy cây chuối, anh Chả làm bè, anh Chả lại cái con bà Trâm về, tao biết bơi. Anh Chả kêu là Trâm Trâm, mày bắt con chuồn chuồn đi, mày cắn vô rúng của mày là mày biết bơi. Rồi ơi, nghe lời nó đi bắt con chuồn chuồn, cắn vô rúng nó đau muốn chết luôn, cuối cùng có biết bơi đâu. Nó bị con là cái con chuồn chuồn vô rúng đi, cái con chuồn chuồn vô rúng đầu của nó đau muốn chết luôn. Xong rồi nó kêu bây giờ mày xuống hồ đi mày biết bơi, nó dụ con vậy đó. Xong nó làm cái bẻ chuối hai cây ba cây này, nó nổi lên cái mặt hồ, con leo lên con hầu, con đang leo con ngầu, nó đứng ở trên coi này, nó nhảy xuống, nó bẩm một cái leo vô, nhảy vô cái nẻ chuối của con, cái bè chuối của con nó sập xuống, nó kìm ăn rồi trời ơi, mình chớ bới, mình không biết làm sao đấy. Cuối cùng mình cứ đạp biết vậy đó, là tự nhiên cái biết bay rồi. Tự nhiên biết bay luôn đó, vậy con ít chứ. Nó kêu con đó, mày thấy chưa, chuồn chuồn kén đúng là biết bay bà. Mà lúc đó con tưởng con chết rồi, con có sâu gì đâu á. Không, bà ta tặng không trả chứ, ăn khổ hết chứ. Con bớt hết nè, để con hết cho. Trong mình trồng khoai lang. Thử luôn à. Ừ, tại đây trên đất trồng mình trồng khoai lang, mấy cá khoai lang nấu ăn nè. Cái thuốc này mà để lâu quá nó bị cái gì mà... Mì Ấn Độ đâu phải là mì trắng đâu. Để ra mì Ấn Độ là mì Ấn Độ với mì trắng là cái gì? Thơm lắm em. Đúng rồi, sáng. Rồi chén mà mì Ấn Độ, mì Ấn Độ mà mình ăn vô là mình bị sai. Chén để dân là nậu nó cái từ nó ở đây là mì sáng đó mà. Chén là nậu nó cây củ sáng, mà mình trong này cây củ mì á. Nghĩa là bây giờ hư mất uống không được hả? Ừ. Trời ơi, hai ba cô rồi. Còn uống bệnh cái. Ừ, cũng hận nữa rồi chứ. Hay là chồng nó gì vậy? Sao nó mới dân vậy? Đấy, cái này mà để tủ lạnh cũng được, nhưng mà phải để luôn. Cái này thì nó ra nó vô. Ừ, mà kia luôn á. Không. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye lâu về quê là bye bye mấy món này nè. Bye bye. Ăn mà nấu mà. Nước uống. Ăn mà nấu. Nước uống á.